Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Đẹp Để Tự Tin được phát sóng vào thứ năm hàng tuần lúc 21:50 trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, lăn kim là một trong những phương pháp đang rất được ưa chuộng hiện nay bởi những tác dụng thần kỳ mà nó mang đến cho làn da. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều người chưa thực sự hiểu rõ lăn kim là gì và vẫn có những quan niệm sai lầm về lăn kim. Thì ngày hôm nay chương trình Đẹp Để Tự Tin sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ về lăn kim cũng như là những tác dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho làn da để có cái nhìn tổng quát và chính xác nhất về phương pháp này quý vị nhé. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng đến với tiểu phẩm của chương trình. Trời ơi, vô quán cà phê rồi, cởi khẩu trang đi bà. Đâu có còn bụi bặm gì đâu đeo hoài vậy? Không phải, tôi đang bị dị ứng bà. Ê, ăn trúng gì hả? Không có. Gì vậy? Bà bị dị ứng hay cái gì mà mặt đỏ quá nè? Ủa hả? Rác không? Rác luôn. Mới đi lăn kim về. Hồi chiều hôm qua, cái lúc mà tôi đi làm về đó, cái tôi ngừng ngay chỗ đó, cái đèn xanh đèn đỏ, cái có mấy đứa nó đứng nó phát tờ rơi đó. Rồi sao? Cái đọc cái thông tin ở trên cái tờ rơi đó, trời ơi thấy hấp dẫn quá. Phi liền đến cái chỗ đó lăn kim nè. Tại vì mà nó cái ghi chỗ đó là thẩm mỹ viện nào vậy? Chỗ đó đó là một cái nhà bình thường thôi. Cái nhà bình thường hả? Nhưng mà trong cái tờ rơi nha, nó nói là bước vô lăn kim đi, bước ra sẽ da sẽ đẹp như gái 18. Tôi tin, tôi bước vô, tôi bước ra chưa như gái 18 mà nó sưng quá bà. Trời ơi, chết rồi bà Trâm ơi. Cuộc đời của bà bao nhiêu nồi bánh chưng rồi mà bà còn không biết được mấy cái này là bà đem bị dụ hả? Bà muốn lăn kim á thì bà cũng phải tìm hiểu rõ ràng cái nơi nào mà nó làm cái liệu trình này mà nó an toàn nhất cho bà chứ. Thì đâu có biết đâu. Thế bây giờ bà thấy không? Trời ơi, công nghệ lăn kim bây giờ tới nó rần. Chị em ai cũng đi lăn kim. Đúng. Để về thay đổi cuộc đời. Thì tôi cũng thấy vậy, tôi lăn khối người đi lăn có sao đâu. Sao tôi lăn vậy được rồi bà? Sao? Lăn bao nhiêu tiền? Trời ơi, đâu phải rẻ đâu bà. 400-500 ngàn đó. 400-500 ngàn đó. 400-500 ngàn đó. 400-500 ngàn mà tôi nghe tôi tưởng bà nói là 400-500 triệu không đó. Bà biết con Linh công ty mình không? À, đúng. Nó lăn kim bao nhiêu tiền? Nó lăn bao nhiêu? Nó lăn 400-500 triệu lận. 400 triệu lận hả? Ừ. Mà nó lăn xong á, ngày hôm nay nó lăn kim, ngày mai nó đi làm bình thường. Còn bà lăn kim sao? Bà lăn 400-500 ngàn. Bà nghĩ đi, cái giá trị tiền của nó với giá trị tiền của bà bỏ ra khác nhau mà. Thì tôi biết khác nhau rồi đó. Khác nhau có nghĩa là hôm bữa nó vừa lăn xong cái là đi làm được liền luôn. Thì đó, là trưa nghỉ trưa nó đi lăn. Đúng. Tới đầu giờ chiều nó đi làm luôn. Thì đó, không hề hấn gì hết, không bị đau rát gì luôn. Tôi lăn từ chiều hôm qua tới giờ rồi mà bây giờ nó cứ rồi không được đâu bà Trâm ơi. Bây giờ bà đi bác sĩ da liễu với tôi liền nha. Tại vì tôi nghi ngờ là cái chỗ mà làm cái liệu trình lăn kim này nó không có an toàn. Bà có đùa không vậy? Thông qua tình huống vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy đây là một phương pháp đang rất được nhiều bạn trẻ quan tâm. Và ngày hôm nay thì Tường Vi đã mời đến chương trình Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Bích Na, giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để có thể giải thích rõ cho quý vị về phương pháp lăn kim tái tạo da này quý vị nhé. Xin chào chị Phạm Thị Bích Na. Xin chào Tường Vi, chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp Để Tự Tin ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về phương pháp lăn kim tái tạo da. Nhưng mà vẫn có nhiều bạn chưa hiểu rõ về phương pháp này. Chị có thể giúp cho các bạn có thể hiểu thêm được không ạ? Cây lăn kim này là một cái phương pháp làm đẹp, trong đó mình sử dụng một cái đầu nó gọi là cây kim lăn. Cái cây kim lăn này thì nó sẽ được bố trí bởi những cái đầu kim nhỏ li ti ở trên đó và cái độ sâu nó sẽ thay đổi. Độ sâu của cây kim nó có thể từ 0.25mm cho đến 2.5mm tùy theo cái độ dày cũng như cái mục đích sử dụng của lăn kim ở trên da. Và khi mà chúng ta lăn kim xong á, thì chúng ta sẽ phối hợp với việc bôi những cái tinh chất hoặc là những cái sản phẩm tế bào gốc có tính chất tái tạo, phục hồi hoặc là chống lão hóa cho da, làm trắng da vân vân. Như vậy thì hiệu quả lớn nhất của việc lăn kim đối với làn da là gì ạ? Nếu chỉ nói về lăn kim nói riêng thôi, chưa cần nói đến là nó sử dụng cái tinh chất gì phía sau, thì bản thân những cái đầu kim nhỏ li ti khi đi trên da nó sẽ tạo ra những cái vết thương vi thể. Những cái vết thương vi thể này nó sẽ kích thích cơ thể chúng ta tái sinh collagen, tái sinh mạch máu và tái sinh tế bào mới, từ đó cho ra một cái hiệu quả trong việc trẻ hóa da cũng như là khắc phục những cái khiếm khuyết liên quan đến lỗ chân lông, đến sẹo, mụn ẩn vân vân. Và ngoài ra, nếu như mà mình dùng những cái cây kim lăn mà cái độ sâu nó cực ngắn thì nó cũng trở thành một cái kênh dẫn để đưa những cái mỹ phẩm, đặc biệt là các loại tinh chất
serum mà chúng ta sử dụng sau đó vào một cái lớp sâu hơn của da và cái độ thẩm thấu nó tốt nhất. Nếu như vậy thì cái phương pháp này có kén da không ạ? Thực ra thì lăng kim thì có thể sử dụng được cho hầu hết mọi loại da. Tuy nhiên có hai cái nền da mà chúng ta cũng nên cân nhắc. Thứ nhất là những cái nền da mỏng, yếu và nhạy cảm. Bởi vì sao? Những cái nền da này đôi khi chúng ta chỉ cần bôi mỹ phẩm bình thường đã dị ứng và kích ứng rồi, thì cái lăng kim nó có thể là một cái tác động quá mạnh bạo và cái da nó không có đủ cái khả năng để chống đỡ và chịu đựng. Da có thể sẽ bị mẫn lên hoặc là có những cái phản ứng phụ sau đó. Thứ hai là những cái vùng da mà đang có một cái tình trạng bệnh lý liên quan đến viêm nhiễm hoặc là vết thương hở. Thì tất cả những cái nền da này đều sẽ là không được lăng kim, ít nhất là trong thời điểm đó. Còn sau khi chúng ta điều trị cho cái da nó phục hồi, nó khỏe rồi thì chúng ta vẫn có thể áp dụng lăng kim được. Và không ít làn da bị tổn thương sau lăng kim. Như vậy thì có cách nào mình khắc phục được cái vấn đề này không ạ? Thực sự thì những cái hậu quả do lăng kim, ngoại trừ quy trình sai, nghĩa là chúng ta khử trùng không đúng dẫn đến nhiễm trùng, thì còn có thể do những nguyên nhân khác, chẳng hạn như lựa chọn cái độ sâu của cây kim lăng không phù hợp, hoặc là cái lực tay khi mà lăng kim nó quá mạnh, hoặc rất là quan trọng đó là quy trình chăm sóc sau điều trị lăng kim không có được kỹ càng và không có đúng với cái khuyến cáo. Đương nhiên là phải nuôi da trong cái giai đoạn đó, sử dụng một cái sản phẩm có thể tinh chất tế bào gốc, cũng có thể là sử dụng những cái loại dưỡng ẩm và chống nắng kết hợp rất là chặt chẽ trong giai đoạn này. Ở đôi khi những cái trường hợp nặng hơn, nghĩa là bị những cái hậu quả viêm nhiễm, nhiễm trùng nặng sau lăng kim, thì có thể sẽ phải xử lý chuyên biệt bằng những cái phương pháp điều trị của bác sĩ. Vậy thì cái dụng cụ mà để lăng kim, cái đó là mình chỉ được sử dụng một lần thôi hay mình có thể sử dụng đi sử dụng lại à? Đa phần những cây kim lăng sâu mà có tính trị liệu trong y khoa thì chỉ sử dụng một lần, hoặc có những cái loại kim lăng mà có thể tái sử dụng sau khi trải qua một cái quá trình sát khuẩn khử khuẩn nghiêm ngặt ấy, cũng chỉ sử dụng một cây kim cho một người. Còn đối với cây kim lăng tại nhà thì cái quy trình khử khuẩn cũng rất là quan trọng. Trước khi các bạn làm, sau khi các bạn làm, các bạn đều nên ngâm với một cái dung dịch sát khuẩn, chẳng hạn như là Povidin. Như vậy thì đối với những bạn khán giả đang có ý muốn thực hiện cái phương pháp lăng kim này, thì không biết là chị có thể cho những lời khuyên, lưu ý cũng như là cách chăm sóc sau khi thực hiện không ạ? Thì cái lời khuyên đầu tiên, nếu các bạn dùng kim lăng để mà lăng tại nhà, trước khi sử dụng mỹ phẩm á, thì các bạn chỉ chọn cái cây kim lăng rất là ngắn, 0.25, tối đa là 0.5, nhưng mà 0.5 thường cũng là đã là mang tính trị liệu rồi. Cái thứ hai, trước khi lăng kim các bạn luôn luôn phải làm sạch cái đuôi tay của mình, tốt nhất sử dụng bao tay y tế thì lại càng tốt. Có thể sẽ phải khử trùng sơ qua cái vùng da, ít nhất là bằng nước muối sinh lý. Và sau khi lăng kim thì luôn luôn phải sử dụng cái chế phẩm dưỡng ẩm cũng như chống nắng để mà bảo vệ da. Còn đối với những cái trường hợp mà lăng kim để trị liệu tại các cái trung tâm thẩm mỹ hoặc là phối hợp cùng với bác sĩ, các bạn phải tuân theo cái lời dặn dò của bác sĩ về cái việc chăm sóc sau điều trị. Và trong 1 đến 3 ngày này chúng ta có một cái chế độ chăm sóc riêng khá là chặt chẽ. Và một cái điểm lưu ý cuối cùng, cái sản phẩm các bạn sử dụng cũng rất là quan trọng. Hiện tại có nhiều bạn không biết, các bạn vừa lăng kim, các bạn lại còn sử dụng những cái sản phẩm mang tính lột tẩy. Thì nguyên tắc một cái làn da sau lăng kim là một cái làn da đang bị tổn thương. Các bạn không nên bôi thêm những cái sản phẩm mà cũng có cái tính chất tổn thương, bởi vì hai thứ chồng lên nhau chắc chắn cái da của mình sẽ không chịu nổi. Cho nên việc mà các bạn sử dụng sau lăng kim cái chế phẩm gì tốt nhất nên được tư vấn từ chuyên gia. Lăng kim nó cũng là một cái quy trình điều trị mà chuẩn y khoa, cho nên là các bạn sẽ không nên lạm dụng nó, hoặc là không nên tự ý mình sử dụng mà chưa được một cái sự khuyến cáo cụ thể từ bác sĩ. Những lưu ý khi sử dụng phương pháp lăng kim: tùy theo mục đích làm đẹp hay điều trị mà sử dụng độ kim phù hợp, cần khử trùng vùng da và dụng cụ lăng kim cẩn thận, tuân thủ những dặn dò của bác sĩ sau khi điều trị, lựa chọn sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ, thích hợp cho da sau lăng kim. Lăng kim là phương pháp làm đẹp và điều trị y khoa nên không được quá lạm dụng. Kính thưa quý vị cũng đã thấy là với phương pháp lăng kim thì có rất là nhiều tác dụng coi là thần thánh. Tuy nhiên, quý vị cũng phải lưu ý là bên cạnh đó chúng ta cũng phải giữ gìn làn da của chúng ta như thế nào để thực sự phù hợp với phương pháp này quý vị nhé. Và cách chăm sóc sau đó cũng vô cùng quan trọng. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Bích Nga đã cho quý vị khán giả rất nhiều lời khuyên hữu ích. Và chương trình Đẹp để tự tin đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.